cảnh thế đẹp thế mà đâu đà. Đéo lắm người thế nhỉ? Đây, cứ chim lên đầu thì bắt đầu lại người đi. Bay chưa? Đây này em, buổi hôm qua mình đánh ở cây bạch đàn này, trời cúp luôn xong bỏ đi, đậu người không nhớ quên lắm. Cảnh thế đẹp này không đáng. Điểm đậm, kéo đều. Rất đẹp lần này. Nhảy. Thank you.
chết nhá.